Kính chào quý đồng hương, hôm nay rất là vui văn phòng Marketership lại được cơ hội tiếp chuyện cùng quý vị về đề tài tài chánh. Hôm nay chúng ta nói chuyện về tiền bạc. Thì kỳ rồi chúng ta nói về thuế, chúng ta nói về tiết kiệm tiền để dành quỹ IRA, để dành để lo cho tương lai của hai vợ chồng. Thì quý vị biết là cái con heo mà để dành tiền thì phải nói là càng ngày con heo nó càng mập ra phòng thưa quý vị. Tức là chúng ta để dành tiền vô, nếu có nhiều tiền chúng ta để dành một lúc nhanh ngay, nhưng mà nếu chúng ta không có nhiều tiền thì chúng ta để từ từ. Thành ra chương trình talk show của văn phòng Marketdown CPA ngày hôm nay, chúng ta nói chuyện về vấn đề để dành tiền cách nào cho nó có lợi. Thành ra như quý vị thấy trên màn ảnh đây, là tôi xin trình bày một chương trình để dành tiền mà quý vị thấy là cũng có thể quý vị cũng đã có người đã lắng nghe. Nhưng mà chúng ta để ý trên màn ảnh hiện giờ thì chúng ta có thể để dành ở trong quỹ hoặc là annuity, hoặc là CD, hoặc để vào money market, checking. Đó, thì như quý vị biết tất cả những cái này đều có những cái phân lời khác nhau. Thế để tiền cách nào cho nó tốt, để tiền ở đâu, để tiền như thế nào? Như quý vị biết hiện giờ thị trường chứng khoán đang lên rất cao. Hiện giờ chúng ta đang trong thời điểm giữa năm 2015, và quý vị biết rằng là thị trường chứng khoán đang lên và stock rất là nóng, nhiều người rất là lời nhiều và rất là vui vẻ. Nhưng quý vị biết về vấn đề thị trường chứng khoán, khi mà họ đi lên, những cái stock của mình đi lên thì có thể stock đi xuống, và khi họ đi xuống là mình cũng là bị mất tiền. Thành ra cho nên bây giờ có những quý vị để dành tiền, thì nếu mà còn trẻ thì mình có thể để dành cho những chương trình về vấn đề mà stock hay là mutual fund rất là yên tâm, không sao cả. Nhưng những người nào đã trên 50, trên 60, trên 70 tuổi thì cảm thấy rằng giữ không cho bị mất tiền là rất là điều quan trọng với tất cả những quý vị đó. Cho nên quý vị nào mà tuổi trên 50 mà bây giờ mình cần phải chia tiền mình ra thành nhiều nơi. Như quý vị biết hiện giờ CD nhà băng, theo như cái chương trình đây, CD trả quý vị là bao nhiêu? CD có thể trả là chưa tới 1 chấm, mà có thể là 1.25, có thể là 1.5, phải không ạ? Như quý vị thấy. Còn nếu mà để vào cái Money Market như trên bảng đây, thì quý vị thấy là cái số tiền này để nhiều khi chưa tới 1 chấm nữa, được có 0.75 thôi. Thành ra đó là chúng ta ở bên Mỹ. Như quý vị biết á, nếu mà theo như bảng ở đây là nếu mà để ở Âu Châu á, quý vị biết là ở Âu Châu nhiều khi mình bỏ tiền vô rồi họ còn tính tiền lệ phí mà giữ tiền của mình á, thưa quý vị. Như quý vị biết rằng là bên Mỹ này chúng ta để tiền trong băng thì nhà băng còn trả tiền lời cho chúng ta, chứ ở những quốc gia khác ra khỏi nước Mỹ nhiều khi họ giữ tiền dùm mình, họ lại lấy lệ phí của mình là bởi vì cái tiền công họ giữ tiền cho mình. Tại vì mình giữ tiền ở nhà có thể bị mất, phải không ạ? Cho nên mình phải đưa tiền cho họ để họ giữ. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề đầu tư nó không được thuận lợi của các quốc gia đó, cho nên họ cảm thấy giữ tiền là một cái gì đó phải chi phí về máy điện toán, về nhân viên, rồi về điều hành, rồi sổ sách cho nó rõ ràng. Tại vì mình giữ tiền của tất cả khách hàng của mình, tất cả mọi người, thì mình phải làm sao mà cho rõ ràng là của người nào, tiền của người đó. Cũng là một cái vấn đề mà phải giữ, phải không ạ? Tại vì người ta bỏ tiền vô, rồi người ta lấy tiền ra, rồi bỏ vô bỏ ra cứ như vậy, thì làm sao mà họ có thể theo dõi được nếu mà không có dùng đến máy điện toán, dùng đến nhân viên và tất cả những cái sự cố gắng của cái nhà băng đó để mà điều hành những cái quỹ tiết kiệm của nhiều người và có cái vấn đề chi phí. Do đó như quý vị biết ở bên Mỹ này là chúng ta còn có cơ hội đầu tư và có tiền trả hàng tháng hay là hàng năm. Chứ còn ở nước ngoài nhiều khi chưa chắc chúng ta đã có đồng nào mà được lời đâu, lại còn mất tiền nữa. Bây giờ chúng ta đang ở Hoa Kỳ, chúng ta nói chuyện, chúng ta đang ở Mỹ là một cơ hội rất là tốt để quý vị thấy. Hiện giờ các thị trường nhà băng phần lời cho rất là ít thưa quý vị, có thể cho chưa tới 1%, có thể là 0.5, có thể là 0.75, chứ chưa được 1% nữa. Tôi nói ví dụ bây giờ người nào có 100.000 đô, 100.000 đô mà để nhà băng mà họ mà cho 0.75 thì quý vị biết ngay là bao nhiêu. 0.75 tính ra mình được là
Phải nói là khoảng chừng nếu mà 100.000 đô mà để phân lợi 1% là một năm được 1.000 phải không ạ? Còn nếu mà chưa tới 1% mà chỉ có chấm 75 thôi thì quý vị biết ngay là 100.000 đô để được có 750. Phải nói là 750 là phải nói là chỉ đi ăn một vài bữa ăn của gia đình 5-7 người, một vài bữa ăn thôi là tôi thấy là hết cái tiền lời đó rồi. Thì tôi không thể nào mà dùng tiền lời đó để mà mưu sinh, sinh sống được. Chính vì lý do đó mà kỳ trước tôi có nói về vấn đề nhà cho thuê. Nhà cho thuê thì mình có 100.000 đô la mình bỏ ra là có thể mình có được 1.000 đô một tháng, trừ chi phí rồi cũng còn được 5-700 một tháng, vẫn còn lời hơn nhà băng. Để trong nhà băng mà bây giờ có 100.000 mà để nhà băng mà cho chưa tới 1% chỉ có chấm 75 thôi là quý vị thua rồi. Đó là chưa kể lạm phát nữa, phải thưa quý vị. Lạm phát là một vấn đề mà cũng rất là quan trọng đến với tiền để dành của mình. Như quý vị biết là hồi xưa cái thời mà năm 1950 mấy, 40 mấy, 60 mấy, quý vị biết á, là mua một cái áo vét, mua một cái vét là cũng phải mất một đồng tiền vàng. Hồi xưa thì vàng, một ounce vàng, một lượng vàng là khoảng chừng đâu đó là 200-300 đô phải không ạ? Thì một bộ áo vét thì cũng khoảng chừng 200-300 đô. Đó. Những cái áo vest mà lịch sự thì đương nhiên là những áo vest nào mà on sale mà bán coi như những ngày lễ thì có thể là rẻ hơn, nhưng mà bây giờ nói chuyện bình thường thôi, một cái áo vest bình thường lịch sự thì hồi xưa cũng phải là 100, 200, 300 khoảng đó một cái áo lịch sự. Thì như quý vị biết lạm phát nó nguy hiểm ở chỗ là sau một thời gian cho đến ngày hôm nay là sau nhiều chục năm, quý vị biết là tiền nó mất giá. Bây giờ mua một cái áo vest bây giờ nếu mà được gọi là lịch sự và đẹp thì cũng phải cả ngàn đô phải không ạ? Thì đương nhiên rồi, những cái áo vest mà quý vị thấy 100, 200, 300 đô thì là bình thường thôi, nhưng mà nếu một cái áo vest mà đẹp thì là phải là 700, 1.000, 1.500. Có những cái áo vest tới cả 2-3 ngàn, hay là áo của quý bà quý cô, như quý vị biết nhiều cái áo đi dạ hội, nhiều cái áo rất là mắc tiền. Thành ra nếu mà mình muốn biết được cái lạm phát của tiền bạc như thế nào thì quý vị biết hồi xưa một đồng tiền vàng mua được một bộ áo vest đẹp, thì bây giờ một đồng tiền vàng, vàng bây giờ quý vị biết một lạng vàng cũng là ngàn mấy đô phải không ạ? Thì bây giờ một đồng tiền vàng là vẫn có thể mua được bộ áo vest đẹp như thường, bộ áo vest cả ngàn đô cũng không sao. Nhưng mà hồi xưa một lạng vàng, một lượng vàng hồi năm thời gian mấy chục năm về trước thì chỉ có 100-200 đô. Thì 100-200 đô mua được một bộ áo vét, một đồng tiền vàng mua được một bộ áo vét. Nhưng bây giờ một đồng tiền vàng vẫn mua được áo vét, nhưng 100-200 đô thì sẽ không được mua một cái áo đẹp lịch sự mà chỉ là mua một cái áo bình thường. Thành ra quý vị biết cái vấn đề lạm phát giá cả nó rất là quan trọng cho tiền để dành của mình. Bây giờ nếu quý vị để dành tiền của CD 1% hay để vào money market mà chỉ có 75.75 chưa tới 1% thì đương nhiên là tiền quý vị là thua rồi. Là bởi vì nếu mà lạm phát mà lên tới 2%, 3% là coi như là cách tránh chắn nhất để mất tiền là mình để tiền nhà băng. Là quý vị biết tiền để nhà băng là chắc chắn là cái cách tốt nhất để mất tiền. Nói như vậy có nghĩa là sao? Là bởi vì khi đồng tiền quý vị để trong băng mà phân lời nó thấp quá, phân lời thấp quá thì tiền mình bị lạm phát nó ăn mòn dần, nó ăn mòn dần. Như quý vị biết hồi xưa mấy chục năm về trước, tôi nhớ là hồi năm 1975 khi mà làn sóng người Việt Nam mình tị nạn qua đây bên Mỹ, thì tôi nhớ hồi xưa ông bố tôi mua cái xe mới toanh Chevrolet chỉ có 4.700, thêm thuế má vào nữa các thứ vô vào như cỡ 5.000 là mua được một cái xe mới. Nhưng quý vị biết bây giờ 5.000 đô là chỉ mua được cái xe cũ thôi, không thể nào mua được một cái xe mới được, là bởi vì tiền mất giá. Cho nên nếu quý vị mà để tiền ở trong băng mà phân lời thấp á, thì tự nhiên là quý vị sẽ cảm thấy rằng là dù là mình không thấy, 5.000 đô của mình vẫn là 5.000 đô trong băng, 100.000 đô vẫn là 100.000 đô trong băng. Nhưng bởi vì lạm phát 3%, 2%, 5%, 7%, mà nếu quý vị mà chỉ có lời được có 0.75 chưa tới 1% là năm này qua năm khác là tiền của mình bị bốc hơi. Tôi nói danh từ bốc hơi là bởi vì nó mòn dần dần mà mình thấy nó vẫn còn đó, nhưng mà nó chỉ còn cái vỏ chứ còn cái ruột nó bị nhẹ đi rồi. Cầm đồng tiền trong tay mà rất là nhẹ như quý vị biết. Và nếu mà lạm phát hơn nữa thì tiền của mình lại mất giá hơn nữa như quý vị biết. Có những tiểu bang bây giờ lương đi làm coi như là lương tối thiểu thưa quý vị là có thể phải là 15 đô.
Còn có những tiểu bang khác thì vẫn còn là khoảng chừng 7-8 đô, 9 đô, nhưng mà có nhiều tiểu bang bây giờ là 15 đô. Thành ra cái món ăn đó, cái phẩm vật đó, cái món đồ đó để làm là không có nhiều thôi quý vị. Thành ra cái lạm phát rất là nguy hiểm. Để trở lại vấn đề để dành tiền, thì hôm nay văn phòng McDonald's CPA về vấn đề tài chính, chúng tôi thấy quý vị là phải để dành tiền đều đều như con heo. Con heo mình càng nuôi nó càng mập phải không ạ? Mình cho tiền vào trong đó, nghĩa là đều đều, cho nên không còn cách gì hay bằng là mình để dành tiền mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đều có một chương trình. Và sau khi chúng ta xem một vài thông tin thương mại thì talk show của phòng McDonald's CPA sẽ trở lại với quý vị là chúng ta sẽ để tiền vào đâu để tương đối là tốt nhất.